Xin chào mọi người, và đây chính là hình ảnh thực tế của chiếc quạt Madame Trần Han đây ạ. Như mọi người nhìn ở đây thì chiếc quạt này đã được lắp đặt rồi, rất là nhỏ gọn, với hai tông màu là tông màu trắng và tông màu đen, hai tông màu basic sẽ phù hợp với mọi thiết kế của gia đình mọi người đấy ạ. Và mọi người nhìn thấy ở đây là trong một bộ sản phẩm thì nó sẽ bao gồm một khung nhôm để chúng ta có thể là cố định quạt, thứ hai là phần động cơ, và phần động cơ này khi mà được lắp đặt thì sẽ lắp đặt âm trần rồi và chỉ hiện là cái bề mặt của quạt này thôi. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu đó chính là một chiếc điều khiển. Điều khiển này thì nó đã hiển thị tất cả những cái chức năng mà mọi người sử dụng rồi, và với chức năng quạt mát, chức năng thông gió hút mùi. Quạt này thì nó sẽ làm mát mọi không gian với chế độ swing, chế độ cánh đảo gió. Thì cái cánh đảo gió này nó sẽ quay trong góc là 90 độ luôn mọi người nhá, sẽ làm mát mọi không gian ạ. Và khi mà quạt này quay đến thì mọi người có thể thấy được là cái sự làm mát của nó này, đến là sẽ làm bay tóc luôn. Nút cuối cùng nó sẽ nút off để chúng ta có thể tắt. Chúng ta có thể cho cái quạt này về chế độ là dừng hoạt động với cái nút off này. Và với sản phẩm này, khi mà các anh chị lựa chọn tiêu dùng sản phẩm thì sẽ được bảo hành chính hãng trong vòng 3 năm, lỗi 1 đổi 1 do lỗi của nhà sản xuất nhé.